Hello, xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Năm nay thì Lý Hương tham gia đi lễ của bà diễu hành vòng quanh chợ và đã từng là sống ở Bình Dương, là người con Bình Dương ba mấy năm rồi, mà gần như là đây là lần thứ hai ăn cháo lòng hả? Cháo lòng của cô Kiều mà 30 năm đất thủ nha. Đặc biệt á, cô bán là những cái giờ là rất là tối luôn á, nên là thường là gọi là con ngoan trò giỏi như Lý Hương á là không có dịp ăn những giờ đó. Thường là cô ra lúc mấy giờ cô? 11 giờ kém. Đó, chỉ có rằm năm nay là cô ra sớm thôi, và bây giờ thì nồi cháo cũng đã lưng rồi nè quý vị. Đó. Dạ, mới ra mà lưng rồi. 30 năm đất thủ dầu. Bán chuyên giờ tối thôi, 11 giờ mới đẩy xe ra. Và đặc biệt á, lòng cô á, là tuyển nha. Ở chợ Thủ Dầu đó cũng có cái lúc mà gọi là chợ đêm. Thì khi mà chợ đêm xuống đồ á, là cô gần như tuyển hết tất cả những cái gọi là lòng tươi ngon nhất đó, đồ rất là chất lượng luôn, với giá cực kỳ bình dân luôn đó. Thì đây là hôm nay cô đứng còn đứng tạm bên đây thôi, chứ thường là 11 giờ tối là bên sạp dép á, là dẹp vô thì cô sẽ đứng ở bên đó ngay đầu của chợ Thủ Dầu luôn nha quý vị. Dạ. Cô đứng tán lạng. Ủa đứng vậy là có tốn phí không? Hay là đứng đóng tiền chỗ thôi. Cô Kiều 30 năm đất thủ cháo lòng rất là ngon, tươi, giòn. Theo như cô kể thì quán cháo của cô là chuyên khách là đi quán bar nè, rồi những cái khách mà làm ca đêm nè, rồi những khách bán, những cái chủ mà bán hàng về đêm á, là thường khoảng là 11 giờ tối đó. Thì lúc mà thời mà trước dịch á, bán rất là đắt, thường là 11 giờ kém đến 12 giờ kém là hết cho hai nồi cháo lòng. Và lòng ở đây thì Thúy Hương thấy là rất là tươi. Như cô chia sẻ thì những cái lòng mà cô bán là được tuyển chọn khi mà heo được mổ từ lò rất là nóng, và cô tuyển chọn không có trả giá. Còn nếu như mà phát hiện ra cái sạp nào mà có cái đồ mà không có chuẩn theo của cô thì cô bỏ ra. 30 mấy năm rồi ở đất thủ Bình Dương, ngay đầu chợ thủ luôn. Thì nói chung là với những ai mà không có sống về đêm đó quý vị thì sẽ khó để tìm ra được quán này. Thì quán này Lý Hương ăn đầu tiên là lúc là đi chợ hoa Tết đó. Rồi sau đó thì hôm nay là ngày rằm, Lý Hương đi quay lễ hội của bà. Sau đó thì rất là nhớ cái quán này, nên là giữ xe thì ở cái đầu chợ dưới, nên là trên cái đường mà đi xuống thì đi ngang qua coi cô có đẩy ra không. Thì nghe như cô chia sẻ là chỉ là duy nhất một ngày 15 rằm này thì là cô đẩy ra sớm thôi. Giờ này của Lý Hương về là khoảng hơn 8 giờ đó. Thì cô nói là cũng bán, cũng khách vãng lai muốn gần hết luôn rồi, còn khoảng là 1/3 nồi thôi đó. Còn duy nhất trong năm thì chỉ nghỉ ngày đón giao thừa thôi, còn bán suốt luôn. Khung giờ là 11 giờ, cô đứng ngay đầu chợ thủ luôn. Thì như mà Lý Hương có phỏng vấn là cô thường á là cắt đồ này nọ thì phải đeo găng tay vô á để nó hợp vệ sinh hơn. Thì cô cũng nói là mấy hôm nay bán vậy rồi, cắt vô thì bị đau tay, nhiều người cũng bị, không phải bị gọi là sợ đứt tay. Thì nhiều người cũng nói nhưng mà cô đã quen rồi thôi, chịu, khách nào ấy thì cô vẫn giữ gìn sạch sẽ theo cái cách riêng của cô. Thì nói chung là cái xe gõ rất là, cái xe đẩy rất là con, rất là truyền thống luôn. Nhưng mà thật sự với quý vị luôn á là nếu như mà có về khuya quý vị ăn thì quý vị sẽ thấy là cái mức độ là nó ngon như thế nào với cái tô cháo này đó. Thì thường là khi mà ăn vỉa hè những cái quán ăn như thế này thì được cái là khi trời mát mẻ, nhưng mà thường là xung quanh này nọ cái kiểu thì thường nó có cái bối cảnh, nó nói chung là đương nhiên không có như nhà hàng rồi. Với tô cháo này đi vô nhà hàng bán chắc phải ít nằm giá lên. Ngon nhất là 40, rồi ai muốn ăn nhiều ăn.
cũng được, mà 20-30, 100 ngàn cũng được. Mua hai bịch cháo với miếng lòng 150. Này là khách bản lai rất là nhiều. Cô khách bản lai mà dính trưởng rồi, mốt người ta tìm giờ này không thấy cô á cô. ăn lần rồi dính trưởng. Rất là ngon và đặc sắc luôn quý vị. Mà sao cô bán là buổi tối vậy cô, không bán là buổi sáng hả cô? Sáng không ai ăn. Không ai ăn cháo lòng hả? Bán nắng lắm. Hồi đó vừa dịch thì bán cho quán bar, đâu kê. Dạ. Mấy đứa thích ăn và bàn rồi ra, lý rồi ra. Còn giờ không có nữa, giờ phải đi sớm ra bán khách bản lai. Dạ. Giờ mấy người rồi nhậu đâu có dám đi. Chỗ nào mà tỉnh tỉnh rồi nó mới đem ra. Thì nó đem ra, thì công an bắt nó đem ra. Nên vắng lắm rồi đi ra sớm. Sớm mới chết rồi chứ vì vắng quá. Bán không lợi người ta, giờ phải ra mấy chục xe đã. Rất là ngon, rất là chất lượng. Cháo thì nấu theo cái kiểu của người Bình Dương đó quý vị, không có cần rang ha. Cháo là cháo nhừ chứ không phải là cháo rang. Bỏ gạo vô nấu cho nó nhừ thôi. Các bộ lòng đó, rất là tươi, đặc biệt là tim giòn ngon. Thì đây là lần thứ hai Lý Hương ăn và cũng nhân tiện lúc mà còn đang thấy vui vui nên là Lý Hương quay để chia sẻ thêm cho quý vị một quán ăn. Nó cũng không có địa chỉ, dễ nhưng mà dễ tìm ở Bình Dương, ngay đầu chợ Thủ luôn, lúc 11 giờ tối nha quý vị, đặc biệt bán giờ đó. Thì như cô chia sẻ là khi mà chợ đêm ở Bình Dương, ở chợ Thủ mà mở ra đó, sau khi mà cô bán xong dọn dẹp thu xếp vô thì cô bắt đầu cô đi chợ. Sau đó thì chọn những cái phần lòng này nè, rồi sau đó về là cô làm. Cô làm cho sạch sẽ xong xuôi rồi cô lại bỏ vô ngăn đông. Đó, thì khoảng là 8 giờ tối ngày hôm sau cô bắt đầu lên lửa. Và bếp vẫn là nấu là bếp củi nha. Đây, quý thương quay nè, ngay cái góc này nè, ngay cái góc tiệm dài mà chiếc xe ô tô đang đi đó quý vị. Thì đó là chỗ mà cô thường đứng. Tại vì hôm nay ra sớm nên là cô đứng tạm ở bên đây. Thì đó, cô Kiều Úc Lùng, một cái quán ăn mà nếu như quý vị không có ngại với lại những cái hàng ăn ở ngoài, và nếu như mà có dịp về buổi tối chợ Thủ thì đây là một địa chỉ, một cái quán ăn mà quý vị nên ghé thử nếu như mà tin tưởng vô cái khẩu vị nếm thử của Lý Hương. Thì ở trên bàn thì có rất là đơn giản là một cái hũ sả rồi lại nước mắm mặn để chúng ta chấm với lại lòng. Thì Lý Hương thấy là khá là vừa vị, chấm vô một chút xíu nước mắm nữa thì cái phần lòng nó càng đậm đà hơn. Còn nếu như mà không mà khỏi chấm luôn thì cũng rất là vừa vị. Gió mát mát, hiu hiu, nói chung là cảm giác rất là bụi bụi phong trần đó quý vị. Rất là thích ha. Đó. Thì cô thì cũng rất là dễ thương, thuần chất của người dân Bình Dương luôn. Ai về chợ Thủ bán hũ, bán ve, bán bụ, đồ chè, bán cối đâm tiêu là một cái bài vè ha, một bài thơ ha, nói về chợ Thủ. Nếu như quý vị có đi đến đây vào khoảng khung giờ đêm, đặc biệt là những ngày mà có thể là đặc biệt chút xíu như kiểu là xuân như là hôm nay thì có thể là ghé đến để thử, nếu như mà không ngại ăn ở ngoài đường phố ngang. Và Lý Hương xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye quý vị. Bye bye.